Vâng, xin chào các bác. Đấy, đầu sáng em xả nhanh cho con một con đích 7 nhá. Con này thì hiện tượng thì em lý do em xả thì là cái phần volume này. Đây này các bác này. Đấy, tức là mình xoay ở đây thì nó cứ kiểu lúc to lúc nhỏ này. Đấy. Lúc to lúc nhỏ ấn vào này. Đấy, ấn vào thì nó to này. Đấy. Nhưng bỏ ra là nhỏ. Đấy. Đấy, thì đấy là tình trạng của nó các bác nhá. Còn về giải mã các bác nhá, giải mã thì vẫn ok. Tức là các bác đưa đường quang này, các cắm vào đây. Sau đó các bác sẽ lấy cổng AV đây này. Ở đây là sẽ có hai cái đường đầu ra ở đây. Mình làm giải mã vô tư, được chưa? Giải mã vẫn vô tư. Giải mã vô tư nhá, chỉ có là gì? Cái phần công suất là cái phần volume ấy. Thì nó cứ ấn vào mới được. Thì tiếng nó mới to to, tí còn không cứ nhả tay là tiếng nó lại nhỏ. Đấy, thì đấy là em nói luôn là cái bệnh của nó đang như vậy, để các bác biết rằng tình trạng của em nó đang như nào. Còn đây ghép công suất vào thì nó vẫn thấy tiếng bình thường, hai vế tiếng bình thường, súp điện bình thường, quang vào bình thường, AV đầu ra đầu vào bình thường, tất cả mọi thứ nó bình thường nha các bác nhá. Chỉ có gì cái phần volume thôi. Hàng sản xuất tại Nhật các bác nhá, sản xuất tại Nhật. Đấy, thì ví dụ như bác nào mà bác nào ấy mà không cần thiết về công suất thì mình có thể lấy làm giải mã. Con này quá rẻ luôn, em đang bán là 1,2 triệu, thế mà hôm nay em xả còn có 580.000. Đấy, xả còn có 580 thôi để về các bác làm giải mã. Đấy, được chưa? Xả còn 580.000 về cho các bác làm giải mã không mồi. Con này giải mã 24 bit hay gấp vạn lần bao diêm luôn. Em nói thật các bác, bây giờ các bác đi mua giải mã bao diêm nhá. Giải mã bao diêm hay là con DAC bao diêm bé bé như 4 đầu ngón tay này thì nó phải rơi vào tầm khoảng 300 đến 400 rưỡi một cái, thậm chí có những cái 1,5 triệu, 2 triệu, mà giải mã của nó cũng chỉ được tầm khoảng bao nhiêu ạ, chưa đến 20 bit. Các cái đấy nó ghi là 32 mấy cả 4 mấy không có rồi các bạn, toàn bốc phét đấy. Các bác xem search trên mạng mà xem những cái con mà tầm khoảng trên 24 nhá, trên 24 bit thì nó phải to như này này, nó vuông vuông như bánh trưng ấy, to đấy. Có con thì dài 42, có con thì size 27. Thì những con đấy nó mới được trên 24 bit các bác nhá. Trên 24 bit. Đấy. Còn ngoài ra thì toàn vớ vẩn hết. Đấy, còn riêng cái hàng của Nhật này này thì cái dòng này này thì nó mới được 24 bit, nó to nhỉ thì mình có 24 bit các bác nhá. Chứ còn giải mã bao diêm nó ghi này là 5 mấy hay là 6 mấy hay là 3 mấy bit không có đâu. Toàn vớ vỉn đấy các bác nhá. Đấy, lấy con này cho em này. Đấy, đi mua con 1,5 triệu không bằng cái con này thì mua làm gì, đúng không ạ? Thà lấy ngay con này về cho em. Còn nếu bác nào biết kỹ thuật về chỉnh tiếp cái phần volume quá ngon. Đây. Giải mã này. Đấy, digital chứ là giải mã. Vẫn ngon hành cành đào. Em chỉ tiếc mỗi cái phần volume này thôi. Đấy, thì về bác nào mà biết kỹ thuật thì về chỉnh volume. Đấy, cắm điện thoại máy tính vô tư. Đấy. Vẫn ngon luôn. Đấy. Kể cả các bác thích thì để volume mặc định như này xong mình vẫn dùng có thể là được. Đấy. Bình thường là cái phần chấm tròn em chỉ cần xoáy tới đây thôi là tiếng nó to như này rồi. Lên tới đây là tiếng rất to rồi. Nhưng mà nó đang bị cái phần volume này. Đấy. CD, CDL này thì là cơ vẫn ra vào nhưng mà mắt nó kém rồi các bác nhá. Đấy, cơ vẫn ra vào nhưng mà mắt nó kém. Tóm lại là em chỉ bán làm giải mã thôi. Còn các chân còn lại thì về qua tự nghiên cứu nhá. Đấy, giá thì em xả rẻ luôn. Có 580 thì bác nào chốt thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891 682. Vâng, xin chào các bác.